Xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Cường NKT. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mới mua một cái sản phẩm mới ở trên Shopee. Đó là một cái chiếc khẩu trang chống bụi nano. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở hộp dòng sản phẩm này ra, xem bên trong nó sẽ gồm những cái gì, và chúng ta sẽ cùng đánh giá chất lượng của sản phẩm này sẽ như thế nào nha các bạn nhé. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy là đây là sản phẩm mình mua trên Shopee này. Thì mình cái này mình thanh toán trước rồi nên giá nó của nó sẽ là 0 đồng nha các bạn nhé. Và mình vận chuyển theo GNT nên là khá là nhanh. Mình mới đặt ngày hôm qua thôi thì hôm nay mình đã nhận được rồi. Và cái shop này thì nó ở ngay Cầu Giấy, mình cũng ở gần đấy thôi nên là vận chuyển khá là nhanh. Và sản phẩm này mình mua với giá là 150.000 nha các bạn nhé. Và được miễn phí vận chuyển. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn mở sản phẩm này ra. Ok các bạn ơi, thì đây là một hộp mặt nạ chống bụi này. Thì vỏ hộp các bạn có thể nhìn thấy là đã bị móp méo hết. Thì có thể là vỏ hộp này nó khá là mỏng do bên vận chuyển không được tốt nên là vỏ hộp khá móp méo. Để lát nữa bây giờ mình sẽ mở sang bên trong nó sẽ có bị hỏng chiếc khẩu trang nào không nhá các bạn nhá. Thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn cảm qua bên ngoài, đây là sản phẩm khẩu trang 3M có tên là 9001V đó. Và trên này thì mình thấy khá là nhiều những cái dòng chữ của Trung Quốc, thì chắc là sản phẩm này được sản xuất ở Trung Quốc các bạn ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở trên những cái hình móc méo như này là sản xuất ở Trung Quốc và khá là móc méo. Và không sao cả, hàng Trung Quốc thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được, vì là Trung Quốc là một cái đất nước rất là đông dân và có thể là mức độ ô nhiễm có thể đứng hàng đầu thế giới, thì có thể là không sao cả, sản phẩm họ tốt thì mình có thể dùng, không thể phân biệt gì hả, sản phẩm Trung Quốc sản phẩm Việt Nam cả, đúng không ạ? Đây mà sau đây các bạn có thể nhìn thấy là các cách mà chúng ta có thể sử dụng: bước 1 này, bước 2 đeo lên mặt, bước 3 này vòng qua tay này, bước 4 bấm vào mũi này, và bước 5 ôm vào miệng này đó. Và sản phẩm này thì nó cũng sẽ có cho chúng ta cái lỗ van hơi đây đó. Thì như các bạn cũng đã biết ấy, thì ở thành Hà Nội cũng như là các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh thì mức độ ô nhiễm đang ở mức là khá là trầm trọng. Mình thì mình cũng, các bạn có thể xem video gần đây nhất của mình ấy, là mình cũng đã mua một chiếc máy lọc không khí của Xiaomi, thì nó là của Trung Quốc. Tuy nhiên thì đấy là lọc không khí trong nhà, và mình thì thường xuyên mình đi di chuyển ra bên ngoài. Thì mình hiện tại thì mình đang sử dụng chiếc khẩu trang này, khẩu trang Fogun. Mình mua ở cửa hàng y tế đó. Thì mình nhớ không nhầm là mình mua cái khẩu trang này thì có 50.000 100 cái hay sao ấy, hay 50 cái ấy. Thì với khẩu trang này thì nó có 3 lớp, lớp vải bên ngoài, rồi lớp thép hạt tính bên trong, với cái lớp vải nữa. Thì không biết là nó có loại bỏ được bụi không. Tuy nhiên thì mình thấy mọi người gần đây mọi người hay sử dụng chiếc khẩu trang như thế này, thì mình cũng lên Shopee và mình tìm hiểu mình mua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp sản phẩm này ra để xem bên trong nó có gì. Và mình mua hộp khẩu trang này là gồm có 25 chiếc 150.000 nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra này. Cái này vẫn nguyên tem luôn. Thì mình nghĩ là shop nó đặt về và cũng giao luôn chúng ta, chứ chắc cũng không mở ra đâu. Đó. Và hơi tiếc chút là hộp bị móp méo này. Hiện tại thì không biết là do thay đổi thời tiết hay sao, mình cũng đang bị cảm cúm nữa, nên là mới đặt cái khẩu trang này về, nó về luôn rồi, cũng may. Nhưng mà xem bên trong nó sẽ như thế nào đã. Ngày xưa thì chúng ta hay sử dụng những cái chiếc khẩu trang bằng vải kiểu đầu lâu sưng treo đúng không? Nhưng mà những cái khẩu trang đấy thì có khi vài tháng chúng ta mới giặt lần, thì có khi vi khuẩn cũng như là bụi bẩn thì nó còn nhiều hơn đấy. Nên đến chúng ta mua khẩu trang này chúng ta có thể dùng một lần, vì chiếc khẩu trang này là chúng ta không giặt được mà, thì chúng ta có thể dùng nhiều ngày và chỉ dùng một lần. Thì mình tính sơ sơ với 150.000 mà 25 cái thì mình tính là khoảng 6.000 một cái. 6.000 một cái thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được, chúng ta sử dụng tầm một tuần. Cái này thì mình cũng chưa biết được, thì nếu mà bạn nào đã sử dụng cái sản phẩm khẩu trang 3M này, 9001V này, thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới cho mình để nhận xét về chất lượng của chiếc khẩu trang này nhé. Chiếc khẩu trang này thì mình biết thì nó là bảo vệ hô hấp cho người lao động. Đây các bạn. Đây. Đó.
rất là nhiều, rất là nhiều. Mình đổ hết ra nha. Rồi, mình đếm xem có đủ 25 cái không nào. 1 này, 2 này, 25 cái. Và bên trong này nó có một cái tờ giấy nữa, là tờ giấy tiếng Anh. Và mặt sau này là tờ giấy tiếng Trung. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở thử cái sản phẩm này ra xem bên trong nó là gì nha. Đầu tiên thì bên ngoài này hầu như là bên trên là tiếng Trung và bên dưới là tiếng Anh các bạn ạ. Đó. Bây giờ mình mở lột ra nha. À, có một con kiến đây. Có một con kiến. Về cảm quan của mình, cầm thì nó khá là dày, dày hơn do mình thích khẩu trang mình đang sử dụng này. Bên trong này thì không biết là hiện tại là có bao nhiêu lớp. Các bạn có thể nhìn thấy là mặt này nó có chữ 3M này. Và nó có một cái vàng vàng. Mình như nghĩ là đây là van thỏ này. Bên trên này nó có một cái tem nữa này. Đây có chữ 3M tiếp này các bạn. Đó. Còn mặt sau, mà bên cạnh đây là chữ 3M cũng là tên sản phẩm là 9001V này. À, một số thông tin về tiếng Trung này. Đó, thì mặt sau, mặt trong này các bạn có thể thấy là nhìn cảm giác nó sẽ khá là ôm vào miệng của chúng ta này. Và nó đây cái lớp vàng vàng đây là một lớp van này. Và dây của nó là dây cao su nha các bạn nhé. Dây cao su nó không phải là dây chun nữa. Và mặt trước đây các bạn có thể thấy là nó có một cái khung sắt. Cái này có thể là mình nghĩ là nó sẽ tạo cái độ ôm vào mũi chúng ta tùy mặt từng người, và nó sẽ là kiểu như hai miếng nó ghép lại, nó dập lại với nhau. Rồi các bạn có thể xem cái hơn đó, nó gập lại với nhau đó. Thì theo mình biết thì chiếc khẩu trang này thì là bảo vệ hô hấp, bảo vệ người lao động trong công việc phát sinh bụi và hơi vô cơ, quá trình gia công mài cũng là cắt mảnh kim loại. Thì mình nghĩ là những cái sản phẩm này thì làm để phục vụ trong vấn đề là lao động, bảo hộ lao động, thì mình nghĩ là rất là hợp lý để chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Và nó thì nhìn cũng rất là đẹp đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đeo lên thử nhá, xem nó sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta căn chỉnh cái dây này, ôm lên mặt này, đeo vào tay này. À, đây các bạn thì nhìn thấy đó. Thì theo cảm quan như ban đầu của mình ấy thì là nó kiểu có mùi cao su này, có mùi cao su này, ôm mặt khá là ôm mặt, và dây có thể là mặt mình hơi to nó đến là nó hơi đau tay một tí, nhưng có thể là sau khi mình đeo một thời gian thì nó sẽ giãn ra. Và các bạn có thể thấy là khá là ôm, và hầu như là các bạn thì nhìn xung quanh mặt mình là hầu như là không có lỗ hở luôn. Và mình thở là mình nhờ cái van bên này. Đấy, nhờ cái van thở bên này. Đó. Và cái này thì theo mình đọc thông tin là chất liệu là màng, làm bằng màng lọc tĩnh điện tiên tiến 3M, hiệu suất cao. Và với chiếc khẩu trang này thì nó sẽ chống những hạt bụi PM2.5 nha các bạn nhé. Là hạt bụi siêu nhỏ luôn. Hơi đau tay tí, hơi cục tay. Dây chun. Ok, thì đây là chiếc khẩu trang màu trắng. Thì màu trắng mình nghĩ là nó khá là rất dễ là cảm giác như là bẩn đúng không ạ? Thì cái này thì bạn nào đã sử dụng chiếc khẩu trang 3M 9001V này thì các bạn có thể comment xuống bên dưới giúp mình, để chúng ta sẽ cùng chia sẻ mọi người xem chất lượng như nào. Tuy nhiên ấy, thì mình ngửi mùi lên, nó có cái mùi cao su các bạn ạ. Mùi cao su đó. Thì mình nghĩ là cho mùi cao su ở này, và các bạn thấy là ở cạnh đây cái dây của đó ấy là nó là ghim các bạn, nó ghim vào đây cái mặt sau này là ghim nhá các bạn nhá, chứ không phải là nó suôn, chứ không phải là nó suôn dây như ở trên cái khẩu trang này. Tuy nhiên chiếc khẩu trang này các bạn thấy là mình đeo thì nó không ôm khít mặt đâu này, nó hở rất là nhiều và nó khá là lỏng. Mình còn cái này thì nó khá là chặt,
thì cái này không sao cả, đau một nó hơi đau một tí thôi, nó không đến mức phải là đau mà nó hơi khó chịu lúc đầu. Tuy nhiên thì nó sẽ kín chúng ta để bảo vệ vấn đề sức khỏe. Và chiếc khẩu trang này thì mình thấy là nó cũng hình như là cũng ba lớp hay sao ấy, hình như là ba lớp đó, thì nó sẽ là bảo vệ chúng ta trong vấn đề là ngăn chặn những cái bụi mịn không khí ở Hà Nội. Mình hiện tại đang ở Hà Nội, ngăn chặn những bụi mịn ở không khí ở Hà Nội cũng như ở các thành phố lớn. Thì hoặc là chúng ta sẽ di chuyển vào những cái cung đường, ví dụ ở Hà Nội đang có những cái đoạn đường mà đang xây dựng, dẫn đến là người ta sẽ thổi bụi ra ngoài đường cho dân đi, người ta không hút, dẫn đến là chúng ta nên có những cái sợi khẩu trang kiểu như thế này. Thì mình thấy là trên thị trường có rất nhiều các loại khẩu trang 3M hay là khẩu trang mini e, khẩu trang rất nhiều loại khẩu trang. Thì các bạn đang sử dụng khẩu trang nào các bạn phải comment bên dưới để cho mọi người cùng tham khảo, hoặc là mình có thể mình mua và mình chia sẻ để các bạn. Thì đây cái khẩu trang này chia sẻ các bạn là chiếc khẩu trang 3M 9100, mình mở hộp là mình mua 25 một hộp 25 chiếc, một hộp 25 chiếc và đầy đủ 25 chiếc, cũng như là giá thành của nó là 150.000 nha các bạn nhá, thì tính ra là 6.000 một cái đó. Rồi nếu mà các bạn thích mình mua những cái sản phẩm nào trên mạng thì các bạn có thể lên comment bên dưới. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này, và các bạn đừng quên like và comment để lại ý kiến cá nhân của các bạn. Nếu bạn lần đầu tiên xem kênh YouTube của Cường NGT, các bạn hãy đăng ký để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường NGT. Khẩu trang chống bụi mịn 3M.